Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với Jack Simulator Ultimate bản update ngày 17 tháng 9 V1.0.4. Rồi, và trong video này thì mình sẽ chia sẻ về đây, mình chờ đến ngày thứ hai này. Rồi, và video này thì mình sẽ chia sẻ một chủ đề mà cũng khá nhiều anh em hỏi trên kênh của mình, đó là liên quan đến những chiếc đầu kéo bên Mỹ. Thực ra là những chiếc xe đầu kéo của Mỹ thì sẽ chạy ở những cái nước nào và xe nào thì mạnh nhất. Thực sự thì cái xe nào mạnh nhất thì trước mình có làm một video rồi, có một video về xe Mỹ, một video về xe châu Âu. Và hôm nay chủ yếu mình sẽ tập trung nói về xe Mỹ này thì sẽ chạy được ở map nào. Rồi, đây chiếc đầu kéo của Mỹ này. Thực sự thì nếu mà đánh giá về xe Mỹ ở trong cái tựa game này thì mình đánh giá không cao. Thực sự thì nhà phát hành hình như có cái gì đó đang dìm hàng xe Mỹ thôi phải. Thứ nhất là xe Mỹ yếu hơn và đắt hơn. Mà nó cũng không có nhiều các cái model xịn ăn với cái xe cùi lắm. Và số lượng xe Mỹ ở trong game này thì rất ít, nó chỉ có khoảng 5-6 xe thôi phải. Một con Inter 1988 này, một con Fighter 2001 này, một con Volvo 780 này phiên bản 2016 này, một con Pederit, đâu chính xác là Pederpit đó, một con Mark, như vậy là chúng ta có 5 xe rồi, Mark 2018 này, một con Kenworth T800, vậy là 6 mã. Và lại quay trở lại với Inter 1998 thì mình sẽ trả lời trước câu hỏi anh em là xe nào mạnh nhất ở bản này. Thì con này thì lại rất ngược với xe châu Âu. Xe châu Âu thì càng đắt thì càng mạnh. Con xe này thì ngược lại, con xe rẻ nhất thì lại con xe mạnh nhất. Đây này, con Inter 1988 này, nếu so về thông số thì con này là con lại khỏe nhất nhá. Cái motor power, tức là chỉ số mã lực của nó là 450 HP. Đó. Con Fighter này thì nó chỉ có 350 thôi. Con tiếp theo là con Volvo này thì là 410 này, vẫn yếu hơn con Inter 1998. Hay là con Pederbit này nó chỉ có 405 thôi, nó chỉ đứng ở thứ 3. Và con Mark 2018 này thì là 435, con này đứng thứ nhì này. 435 như vậy vẫn yếu hơn so với con Inter này. Đó. Và con đắt nhất là con Kenworth thì cái mã lực của nó chỉ đứng thứ tư thôi, là 410 HP. Rồi. Vậy câu trả lời cho xe mạnh nhất ở đây chính là con Inter 1988 này. Đó, mà giá cũng rẻ nhất luôn. Rồi, đó chính là lý do tại sao mình nói rằng xe Mỹ bị dìm ở trong này. Rồi, quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, đó là xe Mỹ chạy được ở map nào, nước nào. Thì mình hiện tại thì mình cũng chưa tìm được một cái tài liệu nói chi tiết. Ngày hôm nay thì mình cũng chỉ chia sẻ trên kinh nghiệm của mình thôi, tức là mình có mở được một số các văn phòng thì mình sẽ liệt được kê cho anh em một số nước mà các bạn có thể chạy được xe Mỹ thôi. Còn con số chính xác những nước nào chạy được xe Mỹ thì mình sẽ tìm tài liệu ở trên trang chủ của bên Zuka này gửi các bạn sau. Đây, ví dụ mình có một số các cái office mình đã tạo rồi đây. Đây, mình mở được một số nước rồi. Tiền thì mình còn khá là nhiều đấy. Anh em là muốn hỏi về xe Mỹ có chạy được ở map hay không thì anh em cứ đặt câu hỏi, mình sẽ dùng cái số tiền mình có mình đi mua mở cái map đấy để xem chạy được xe Mỹ không. Rồi, để test xem là xe Mỹ chạy được ở đâu thì mình sẽ mua một con xe nhá. Để test chỉ có thể là mua xe em biết được thôi. Ví dụ này, mình vào xe Mỹ này, mình mua con rẻ nhất thôi, nó là con Inter 1988 này. Bye. Rồi, các bạn nhìn đây, thì xe Mỹ chạy ở map nào thì chúng ta sẽ gửi được về nước đó. Như vậy với một số map mình có ở đây thì xe Mỹ sẽ chạy được Australia là 1, Canada là 2, New Zealand là 3, South Africa là Nam Phi là 4 và Mỹ là 5. Rồi, ok, mình sẽ gửi một xe sang Mỹ đi. À thôi, Mỹ nhiều xe rồi, mình gửi một xe sang Nam Phi đi. Rồi, ok, như vậy Nam Phi chạy được nhá. Rồi, và mình nhớ lần trước có một anh em có hỏi là Mexico có chạy được xe Mỹ hay không, thì giờ mình sẽ thử luôn. Tại mình nhớ trước có một anh và các bạn mà hỏi mình rất lâu rồi, mình rất xin lỗi, hôm nay mình có dịp làm video. Mình sẽ mua một cái văn phòng ở Mexico. Rồi, Mexico này, Credit Office cũng khá đắt phết đấy.
Rồi mình sẽ chọn một cái chi nhánh để mở. Mexico thì nước nào ở cái thủ đô, ở cái thành phố nào của nó to cả. Mexico City đi. Rồi. Ok. Mình sẽ quay lại gara. Mình sẽ mua cái thử xem cái xe Mỹ này có gửi về được cho bên Mexico không, biết ngay nó chạy đi xe Mỹ hay không. Bài tiếp. Như vậy thì Mexico chạy được xe Mỹ nha các bạn. Đây, Mexico này. Rồi. Ok. Như vậy thì đó, một số nước mọi người có thể chạy xe Mỹ. Đó. Thường thì những xe ở Nam Mỹ, châu Mỹ thì có khả năng cao là chạy được xe Mỹ. Tuy nhiên cái trường hợp của Brazil. Brazil thì không chạy xe Mỹ nha các bạn. Mình có cái văn phòng của Brazil thì là thằng chạy xe của châu Âu thôi. Đó. Nên cái nước ở châu Mỹ Latin thì nhiều khả năng nó sẽ chạy xe Mỹ. Đó. Đấy nhá, mình mở văn phòng ở Brazil cho anh em xem này. Đây, mình có văn phòng của Brazil. Brazil châu Mỹ nhưng không chạy xe Mỹ nha. Nó lại chạy xe của châu Âu. Đó. Như vậy Mexico là chạy xe Mỹ này. Đó. Đây, đây là văn phòng ở Brazil này. Văn phòng này thì mình cũng nâng khá là cao rồi. Đây, văn phòng của Brazil thì tại toàn xe châu Âu. Con này là con BCM, con giá rẻ nhất của châu Âu. Mình mua về chạy tuyến này. Đó. Ok, như vậy chúng ta thống kê lại là một số nước. Khoảng có mình để thống kê được có 5 nước đấy. Canada này, cái gì nhỉ? Nam Phi này, Mexico này, ở Venezuela thì phải nhỉ? Mình xem lại đúng không? Là chạy được xe Mỹ. Đó. The company được rồi. Mình sẽ quay lại Mexico, đi thử Mexico xem như nào. Trước mình nhớ các bạn hỏi rất kỹ là Mexico có chạy được xe Mỹ không. Thì coi như video này mình trả lời luôn bạn ấy là Mexico chúng ta chạy được xe Mỹ nhá. Đó, Mexico này, Nam Phi này, Venezuela cũng chạy xe Mỹ nhá. Mình rất muốn hiểu tại sao Venezuela là một chỗ Brazil thì lại không chạy xe Mỹ. Rồi. Australia chạy xe Mỹ này. Bây giờ mình sẽ chọn ngoài ra những cái nước này thì nó sẽ không chạy xe Mỹ này. Campuchia không chạy xe Mỹ, Trung Quốc không chạy xe Mỹ, Italia không chạy xe Mỹ, Bỉ không chạy xe Mỹ, Áo không chạy xe Mỹ, Pháp không chạy xe Mỹ, Nga cũng không chạy xe Mỹ, và Argentina mặc dù là châu Mỹ cũng không chạy xe Mỹ nha. Đây này. Nếu mà lúc này nó mà chạy đi xe Mỹ thì lúc mà mình mua cái xe ấy, thì nó sẽ chỉ được với Argentina, nhưng Argentina không chạy được xe Mỹ. United Kingdom thì cũng không chạy xe Mỹ nha, nó chạy xe của châu Âu. Canada cũng chạy xe của châu Âu. Nhật cũng chạy xe của châu Âu. Ấn Độ cũng chạy xe của châu Âu. Nam Phi thì chạy xe Mỹ này. Thổ Nhĩ Kỳ thì chạy xe của châu Âu. Hồng Kông chạy xe của châu Âu. Đức chạy xe của châu Âu. United States thì chắc chắn là cái nước này nó sẽ chạy xe ở châu Âu rồi. Việt Nam chạy xe của châu Âu nhá. Mặc dù ở Việt Nam thì thực tế thì Việt Nam chạy cả châu Âu lẫn xe Mỹ. Đó. Một số nước thôi. Mình vì số tiền mình kiếm nó cũng hạn hẹp nên mình cũng không mở nhiều lắm. Rồi anh em là hỏi thì mình mua office mình thử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn map Mexico và lái thử xe Mỹ xem. Rồi. Đây chúng ta chọn map này này. Đó. Còn để chạy xe Mỹ thì dễ lắm. Đây, anh em vào chứ rồi vào gara chứ tôi lại vào nhầm rồi. Các bạn vào lại gara và chúng ta mình chọn một con xe Mỹ nhá. Rồi. Kinh nghiệm chơi này. Thực ra xe Mỹ thì mình lấy con luôn con đều đều này. Chu luôn này. Và con này chắc mình sẽ độ một chút đi nhìn cho nó màu mè chút. Xe Mỹ này màu kinh quá. Xe con này thì mình đi màu gì đẹp ta? Mình thích màu sáng màu cơ, không thích màu đen lắm. Cam đi. Con này thì đúng ở Việt Nam thì tại sao màu cam thôi, không vàng. Màu cam đi. Con xe Mỹ chọn màu cam nhìn giống thực tế này. Rồi. Rồi độ một chút nha. Xe Mỹ mà độ. Độ gì đẹp ta? Ồ, cái này nhìn xấu quá. Đây, đỡ cái này nhìn có ách này. Rồi. Mình làm một chút đèn nhá, nhìn cho nó phấn khởi. Cái này được không? Mọi người
xem cái độ cái đèn này được không. Thì cái đèn này cũng được ấy. Ô, cái đèn này xấu quá. Một này. Ô, sao không chọn được nữa nhỉ. Cái này không đẹp đâu. Mình thích đèn nó có đèn có chữ V này hay này. Không có chữ V nữa quá kìa. Đèn số 3 thôi. Đây, số 2 có chữ V giống kiểu VinFast. Rồi. Con này thì mình cũng sẽ nâng bánh một chút nhá. Thường mình hay chọn cái bánh ở dưới cùng này. Đó. Vành thì mình sẽ chọn vành cái mâm nó có hình mũi giáo như này. Mình rất thích cái này. Tùy anh em nhá. Đấy, đầu tư cái mất gần 200.000 rồi. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử con này nhá. Bay cho đây trụ con này đã. Ok. Rồi bây giờ mình lái thử ở Mexico nha. Trả lời cho ông chủ chết Mexico, mình cũng không nhớ cờ nó như nào ta. Mexico là cái cờ như nào anh em nhỉ? Mình không nhớ lắm cờ Mexico đâu, hình như đây. Đây phải Mexico không hay Italia nhỉ? Napoli là Italia. Trời ơi. Cái cờ Mexico là cái cờ. Đây đây đây, Mexico có hình cái lá gì gì ấy. Nó có cái lá hình như là lá ăn gì ấy, Coca-Cola này. Mình sẽ đi một công kép nhá. Đây. Lấy cung này đi. Đó. Rồi, chúng ta đến Mexico và chạy thử xe đầu kéo của Mỹ. Sao cái bản này của mình nó bị chỉnh còi nó ngược lại nhỉ? Chờ chút mình chỉnh lại cái này nhá. Cái còi của mình nó lại ở trước cái vô lăng. Sao vô lăng thì sao mà bấm được? Ok. Continue. Rồi, chúng ta sẽ có chiếc xe đầu kéo của Mỹ đây. VinFast. À, cái xe này mà độ lên thì nhìn cũng sport phết nha. Rồi, chiếc xe đầu kéo của Mỹ xe rẻ nhất đây. Mà anh em chỉ khó độ đéo mà nhìn nó cũng đẹp phết đấy. Con này thì chán lắm, chả có màn hình định vị, có GPS gì cả. Gương thì khó nhìn. Vào chưa để đánh đánh đấy. Không ăn được mọc đấy. Để tiến lên rồi. Rồi, không xuống nào. Rồi, cái này chắc chắn là con này thì thuận lợi quá, mọc thẳng luôn. Ô, đây vẫn không vào mọc đấy. Rồi, cái này chắc chắn là vào mọc rồi. Nó hơi lệch tí rồi. Mình đi thử xem cái đường ở Mexico như nào. Mình chọn con bất kỳ thôi nhá. Con này chạy một đôi này, nó cũng khá là dài mọi người. Kéo ở Mỹ nhưng mà chạy một đôi cơ. Kinh không? Cái mọc dã man. Dài dã man luôn anh em. Đó mình. Mọc dài. Xe thì cũng khói. Chúng ta lên được thôi. Mọc dài thế. Turn left.
cửa đấy. Nó mọt nó hơi dài đấy, mình sẽ phải bám sát ở bên này mình mới đánh được nhá. Thì nó không cắt được mọc. Rồi. Cái mọc dài rất là dài luôn. Ấy nó sắp chưa? Úi giời nó sắp chưa? Mọc dài quá à. Mọi người nhìn xem này. Lên đỏ nhá. Mọc dài rất là dài luôn. Đi đúng mọc sai chứ, chiếc đèn này khó nhìn quá. Ui tôi chả nhìn thấy đèn luôn. Xanh rồi đấy. Trời ơi. Rồi, mọc dài chưa? Mọc dài thế. Ok. Phanh chán đấy chứ. Vào cabin lái cho nó dễ, cái đấy nó khó nhìn quá. Để móc sang kia. Rồi nó đi rồi. Chúng ta lên đường thôi. Con này xe đều mà kéo hai mọc đi không biết tình hình thế nào. Xe gì? Xe từ năm 1998 mà giờ vẫn đi sử dụng được. Nó còn đứng đầu bảng của top. Thì như khỏi tàu kêu vậy. Chính là con này nó có cái còi nghe ấn tượng phết. Có như còi tàu thủy. Rồi với cái hạng đôi này thì mình không dám để tốc quá cao, đi tốc độ trung bình thôi. Chứ nếu mà vào cua nó lắc cái thì hẹo mẹ xe. Xe cảnh sát đâu đấy. Rồi, khúc này chúng ta là 323. Tiện thể các bạn có thể xem luôn đường xá Mexico nhé. Đẹp phết đấy. Đường ở Mexico có cái đường cao tốc mà nhìn cũng chất phết đấy chứ. Xe không phanh được các bạn. Xe này rất khó phanh. Không phanh được. Đi 80 mà không phanh luôn chứ. Không phanh được. À, tại vì hàng kép nó cái này nó chở hàng đôi nó phanh khó lắm. Mà mình đi 90. Hôm nay thì không rẽ vào ăn đâu. Chúng chạy cho nó nhanh về. Con này độ đen nhìn đẹp phết đấy.
Ui, từ từ mình đỗ lại một chút cho mọi người xem quả đường này. Ui, quả đường đúng kiểu miền Tây luôn này. Này, quả đường đúng kiểu miền Tây như thế nào. Chính ra mát của Mexico đẹp phết này. Đặc trưng của cái miền Tây nó chỉ có những cái bụi sa mạc như này. Đẹp phết nhá. Đây, đi ở miền Tây này. Ui, chắc mình sẽ đỗ lại chụp ảnh một cái. Vì nó đẹp đẹp, đường nó đẹp quá. Chạy miền Tây này, đẹp chưa? Đường quá đẹp luôn. Trời ơi. Thôi đi thôi nhá. Nhanh còn về bến nè. Đường miền Tây đẹp, à Mexico đẹp thật đấy. Đồng biết nhìn nào, cảm giác như đi ở miền Tây thật. Quả núi à, quả đẹp đấy. Nhận cái map Mexico đẹp thật. Đã còn 141 cây nữa thôi. Chúng nhận cái đường này đẹp thật đấy. Còn 94 cây nữa mà đường đi thì cũng khá là sướng luôn. Đường rộng 6 làn xe. Cua này chúng ta cua xuống rồi, chắc là cũng về bến rồi, cũng gần thôi, cũng này chạy nó. Trên này nó có ba nút, là cái nút gì ta? Con này nó không phanh được nên mình phải giảm tốc độ trước. Bật sẵn Cupo thì có gì còn phanh. Từ mình xem cái mỏ của mình điểm sao ấy. Cái mỏ của mình điểm sao ấy mọi người. Ô, sao mọc nó lại... Ôi trời ơi. Sao mọc nó lại bị gãy này. Này,
cua này, xong Mộc, xong Mộc lại lòi ra đây này. Xong cái Mộc nó bị gãy này, chết thì sao bây giờ. Chưa gặp cái trường hợp này bây giờ anh em ạ. Xe bị lật rồi, xe bị lật rồi. Bao phê luôn. Không hiểu tại sao nó cái mọc lại chật từ ra thế. Xe dã man đấy. Rồi về đích thôi. Mọi thứ đã ổn rồi. Cái gương này nó cũng chả nhìn được bên này này. Nó vương cái cột kia không sao mà nhìn được. Rồi mình đang ở mát Mexico nha. Các bạn nói 2 cây thôi. Hai cây sao lại tăng lên này. 3 cây, 6 cây, úi dồi. Ôi không ổn rồi anh ạ, đường này bị cắt rồi, mình nhìn thấy nó vừa bị cắt ở giữa đường kia, không biết đi nào lại lỗi game rồi. Mọi người có nhìn thấy vết cắt ở chỗ mũi tên đỏ không? Những khả năng là đường này mình không đi được nữa rồi, nó cắt phát giữa đường này, ôi trời ơi. Đây này, có đi được không? Vết cắt ở giữa đường kia. À có phải đi được đấy mọi người, cầu cầu, cái vết này vết cầu. Không đi được. Trước có một lần chơi bị đường nó bị cắt không thể đi được. Xe đã nghỉ biến mất thì ảo thế. Rồi đoạn này thì về đến bến rồi. Qua trạm thu phí kia là mình trả hàng là hết game nha. Chuyển sang chạy bóng đá thôi. Rồi, mình kết thúc chuyến đi ở Mexico. Cũng như trả lời cho mọi người là xe Mỹ chạy được map nào. Tất nhiên chỉ là một số map thôi nhá. Ok, xin chào, gặp lại. Để bao nhiêu tiền đây? Được có 4.000, ít quá.